Ok, thì đây nhá, nó mình sẽ thử tạo date ra nhá, đúng không? Thử tạo ra một cái date object từ cái string như này, được chưa? Đó, thì con slope này tạo date thì là dùng cái thằng new date đúng không, và truyền cái string này vào. Đó, thì cái string này nó xếp cho mình theo cái dạng là năm tháng ngày rồi đúng không, nó có cả giờ phút giây nữa rồi, được chưa? Thì xem nó cho mình cái gì nhá. Đấy, thì nó từ cái này đúng không, nó trả ra cho mình cái là để tâm danh này đúng không, y hệt chưa, và cái này đúng không, từ đâu dây này mình có thể hoàn toàn mình cộng trừ cho nhau đúng không. Đấy, muốn có cái dạng số của nó này thì mình có thể mình nhân một đúng không. Đấy, thì nó có dạng số như này thì mình có thể dùng để so sánh đúng không. Thì trong cái thằng sort ấy thì em muốn xếp theo chiều tăng dần thì là lấy cái thằng a trừ b đúng không, đấy là với cái số bình thường đó. Thế còn với thằng date này thì em sẽ lấy theo cái dạng số này đúng không, đấy, date join của thằng a đúng không, trừ date join của thằng b, à cho đi, à new date của thằng a trừ new date của thằng b, thì đúng không. Ừ, có Được, thì mình áp dụng vào đúng không. anh ơi, có cách nào nó tự phân biệt được giờ phút với lại ấy mà không cần chuyển đổi sang dạng số không ạ? Cái này không cần, em nhá, có hai cái đấy này, em trừ đi nhau nên nó tự đổi dạng số để trừ đi nhau, em hình dung nhớ không, Vâng. đúng không? Khi em dùng phép cộng đúng không, phép cộng thì nó sẽ là cộng chuỗi đúng không, còn với trừ, nhân và chia thì nó sẽ chuyển về dạng số cho mình, nhớ không? Đấy, giả sử nhá, đúng không, thằng này này trừ đi new date của một thằng string khác chẳng hạn, đúng không? Mình lấy hai cái date string, hai cái date này trừ cho nhau này, được chưa? Đấy, đúng không? Khi làm phép trừ, phép nhân, phép chia đúng không? Thì nó sẽ ép kiểu hai bên, hai vế này về dạng số để thực hiện phép toán. Ok chưa? Dạ rồi. Đấy. Đúng không? Tức gì mình có thể hoàn toàn lấy hai thằng delete trừ nhau đúng không? Cái này mình đã làm buổi trước rồi. Đấy, thì mình áp dụng vào cái bài này đúng không? Dùng hàm sort. Đúng không? Sort để sắp xếp. Trong sort này sẽ có function đúng không? Function này sẽ nhận hai tham số là A và B. Đấy, bình thường muốn xếp một cái array chứa chỉ mỗi số đúng không? Theo chiều tăng dần thì là A chứa B. Còn với thằng này thì mình phải lấy vào cái trường mà nó muốn xếp mình xếp đúng không? Đấy. Thì là mình sẽ lấy ra cái thằng A chấm grid ất và B chấm grid ất đúng không? Con slope A chấm thời điểm tạo đúng không, và b đấy. Thì bây giờ mình đã có được cái cọc đúng không, có được cái string đúng không, cái date string của cái thằng a này đúng không, và date string của thằng b đúng không. Đó, thì bây giờ mình mang hai thằng này vào trong new date đúng không, để so sánh với nhau. Đấy, thì đúng không, sẽ là return của đúng không? Đấy, new date của A. New date của A chấm quyết ớt. Đúng không? Trừ đi new date đúng không? Của B chấm quyết ớt. Này. Nó giống như thằng console mình phải làm rồi đúng không? Đấy chưa, cái thằng A chấm quyết ớt này chính là cái đoạn string kia đúng không? Đấy, lúc nãy mình test lúc nãy là mình cho thẳng cái thằng string này vào đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ dùng cái thằng a chấm grid và b chấm grid thì mình gọi là mình đi qua từng cái phân tử trong object đúng không? Từng phân tử trong array để mình so sánh với nhau. Đó. Chưa? Đấy, thì sau khi chạy đúng không? Thì log xem response nó như thế nào. Đấy, sau khi làm xong này thì nó xếp cho mình theo cái chiều đúng không? Đấy, nó là ngày 21 tháng 3 này. Đúng không? Rồi đến ngày 22 tháng 3 đây đúng không? Đấy, 21 này, đúng không? Rồi ngày 22 này. Đây là 2 lúc 3 giờ đúng không? Đây là 2 lúc 5 giờ này.
Đấy. Không? 22 lúc 16 giờ này. Đúng không? 22 lúc 23 giờ. Đúng chưa? Xếp theo thời gian tăng dần đúng không? Và sang ngày 23. Đó. Được chưa? Đấy thì muốn xếp sắp xếp cho thời gian đúng không? Thì em cứ dùng cái thằng new date em so với nhau là được. Ok chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Rồi, thì đó là cái bài sắp xếp theo thời gian. Đấy, thì bạn Sơn lưu ý nhá, đúng không? Cả những cái bài mà anh yêu cầu tìm kiếm data của một cái ông tên nào đó, đúng không? Thì mình cũng phải làm những cái, đúng không? Các cái method để mình tìm kiếm nhá. Đấy, chứ làm theo cái kiểu mà nó thứ sáu, đúng không? Nếu em làm theo kiểu mà cái array ở vị trí số 6 thì nó không không ổn, đúng không? Nó chỉ đúng với cái trường hợp như vậy thôi, còn người ta đổi tên, đổi cái dữ liệu tìm kiếm cái này em sai ngay. Tức mình phải làm thế nào đó liên quan được với các cái điều kiện khác nhau, đúng không? Như kiểu là làm function này. Rồi, thì đấy là cái nội dung mình chữa một chút về cái bài kiểm tra. Đấy, thì anh em còn còn chưa cần chữa bài nào không nhỉ? Bài 2 hay 3? Không. 13. Tăng lương nhân viên. Nếu mà như vậy thì tăng mỗi năm thì bằng cái Ừ, rồi, anh em hỏi 13 đúng không? Ý nào? Ý tăng lương à? lương. Bài 3. Bài 3 này thì mình đang có các cái nhân viên đây đúng không? Lương này. Ngày tham gia đúng không? Ngày tham gia. Thêm tuổi và thâm niên. Loại bỏ nhân viên trên 60 tuổi. Tăng lương theo thâm niên. Ok, thế là mình sẽ cần phải có cái thâm niên của nó đúng không? Thì mình sẽ thêm thâm niên nhá. Đấy, rồi sẽ tính cái lương. Đầu tiên đúng không? Thì muốn có thâm niên thì mình sẽ lấy cái thằng date join đúng không? Đấy, lấy cái year trong date join này. Đúng không? Đấy, year hiện tại trừ year trong date join đúng không? Đấy, thì mình sẽ làm như sau. Ừ. Em lấy get year nói hay là lấy bốn cái ký tự đầu nào cũng được. Đúng không? Thì mình sẽ chạy bằng for qua cái thằng này. Nó tên là data đúng không? Data. Chạy map đúng không? Muốn chỉnh sửa từng phân tử trong array thì dùng thằng map đúng không? Thay đổi à, gọi là thay đổi đúng không? Thay đổi các phân tử trong array thì mình dùng map. Đấy. Còn muốn lọc thì dùng filter đúng không? Sắp xếp thì dùng sort. Thì ở đây mình đang muốn là thêm cái thằng year đúng không? Vào từng thằng đấy thì dùng map đúng không? À, thêm thuộc tính. À, nếu dùng map thì nó sẽ tạo cho mình một cái array mới đúng không? Còn nếu mình muốn thêm trực tiếp vào data gốc thì mình có thể dùng for luôn. Let không đúng không? Y nhỏ hơn data.len. Y cũng cộng. Hiểu không? Mình sẽ lấy cái thằng date join của nó đúng không? Đấy, mình sẽ lốc ra, trước đi lốc cái thằng data từ y trước. Đấy, thì cái thằng data thư y đúng không? Chính là từng cá nhân viên trong danh sách đúng không? Đấy. Data thư y từ là từng nhân viên. Được chưa? Bây giờ mình muốn từ thằng nhân viên này là từng cái object đúng không? Một là object. Thì bây giờ mình muốn lấy ra cái ngày tham gia của nó đúng không? Đấy thì sẽ là object đúng không? Chấm cái trường design này. Đấy, thì đây là object này. Chấm cái trường design đúng không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ có được các cái ngày tham gia của từng thằng một đấy đúng không, thì do nó đã xếp cho mình theo cái dạng là 5 tháng ngày đúng không, thì mình có thể mình dùng new date cũng được, hoặc là mình có thể mình lấy cái thằng bốn cái ký tự đầu tiên đúng không, kiểu nào cũng được, thì mình đang học về date đúng không, thì dùng là date luôn nhá. Được chưa, thì tạo ra new date đúng không của cái string này,
Đấy, thì tạo ra biến đúng không? Biến gọi là ngày tham gia đúng không? Date join bằng new date của cái thằng string này đúng không? Đấy. Thì cái string này chính là cái thằng data.i.date join đúng không? Thì mình quẳng cái thằng này vào đây. Đấy, thì lúc lại cái thằng biến date join nhá. Thì bây giờ mình đã có được cái date object, cái ngày tham gia của từng tháng một đúng không? Đó, và để biết được cái thumbnail của nó đúng không? Thì mình cũng sẽ phải lấy ra cái hiện tại đúng không? Hiện tại của mình đúng không? Đó. Đấy, cái ngày hôm nay đúng không? Và từ đây chẳng hạn. Bảng due date không có điền gì cả đúng không? Đây. Lấy ra cái năm đúng không? Đấy thằng year vào get to year. Get to year đúng không? Có năm. Đấy đúng không? Đấy tương tự với thằng này. Mình đã có date object muốn có thằng năm thì mình sẽ làm. Đấy chưa? Vậy mình đã có cái năm của ngày tham gia đúng không? Chưa có năm tham gia này. Có năm rồi thì mình trừ đi cho nhau. Đấy thì con slot của hôm nay đúng không? Đấy trừ cái thời điểm tham gia. Đấy thì thấy rằng hối là tham gia được 1 năm. Được chưa? Nhưng mà nó chỉ có tự mấy năm nay thôi. 1 tháng sau lại sai. Đúng không? Sao năm nay nó không 22 rồi? Okay, thưa anh do trong đề bài mình đã cho sẵn là năm nay 2021 đúng không? Thì có thể lấy cái này trừ luôn cũng được. Đấy, còn nếu mình muốn là nó linh động theo từng năm đúng không? Đấy, năm nay năm sau nó khác thì mình có thể kiểu new date và get year. Rồi. Và khi đã có cái thumbnail này đúng không? Có thumbnail rồi thì mình sẽ là thêm thumbnail này vào trong cái từng nhân viên này. Đó. Thì đúng không? Data thứ y. Thumbnail đúng không? Là year đúng không? Đấy, phần tử thứ y trong ở phần tử thứ y trong array đúng không? Thêm một trường là trường thumbnail bằng cái giá trị mới chính là cái thằng hiệu này đúng không? Đó. Để số 5 tham gia. Thì bây giờ mình lắp lại đúng không? Lắp lại data. Đấy thì sẽ có như sau. Đúng không? Cái thằng tham gia vào năm 2020 đúng không? Thì được thâm niên 1 năm. Đúng không? Đấy tham gia vào năm 2021 thì 0 năm thâm niên đúng không? Đấy. 21, 20 này 1 năm đúng không? 20 1 năm. Đấy. Thằng 20 cũng 1 năm đúng không? Đấy, thấy chưa? Vì như vậy là mình đã có được thêm cái trường thâm niên đúng không? Vào trong từng thằng này. Và đề cũng yêu cầu tăng lương đúng không? Mỗi năm tăng 5% lương. Tức là gì? Cái công thức để mình tính tính tăng lương 5% mỗi năm đúng không? Thì như kiểu tính cái lãi ngân hàng ấy. Đúng không? Đấy, tức là gì? Mình sẽ có dùng cái số mũ đúng không? Đấy. Giả sử đúng không? Năm nay mình lên 100 này. 100 đúng không? Đấy, sau một năm thì nó tăng lên 5% thành 105 đúng không? Một năm sau là thành 5% của cái thằng 105 này đúng không? Thì thành là 105 đúng không? Lại nhân với 105% đúng không? Đúng không? Nhân 5% thì là cái phần nó tăng lên thôi. 5% là phần tăng lương đúng không? Còn cái tổng lương năm sau nó phải là như thế này chứ. Đúng không? 100 nhá. 100 nhân 5% thì là 5 đúng không? Từ đấy, được chưa? Đúng không? Từ cái này đúng không? Từ năm nay sang năm sau đúng không? Thì nó sẽ là bằng 100. Cộng với 100 nhân với 5% đúng không?
thì nó sẽ là 100 nhân với 105% gì đó, đúng không? Thì ta cứ năm trước đúng không, bằng lương năm, năm sau bằng năm trước nhân với 5% đúng không? Đó thì nó sẽ kiểu số mũ, được chưa? Đấy, tức là số lương của năm năm nay đúng không, sẽ bằng cái điểm tham gia đúng không, năm tham gia nhân với 105% mũ số năm đúng không, mũ số năm, mũ thâm niên đúng không? Đó, cái kiểu như kiểu mình tính lãi ngân hàng đúng không? Đấy, đây là cái kiểu tính lãi gộp ấy, đúng không? Không lãi chuyển sang sau đúng đó, thấy chưa? Thì năm sau đúng không? Năm sau bằng năm trước, đấy, nhân lên. Tức là gì? Mới cần cái gì? Mình sẽ cần cái thằng thâm niên đúng không? Để cho số mũ này. Đó, cái lương khởi điểm mình có đúng không? Lương khởi điểm đã có rồi này, đúng không? Tỷ lệ đã có đúng không? Thì cái cần là mình sẽ cho thằng thâm niên vào thêm. Đó, hiểu không? Tăng lương cho nhân viên theo thâm niên tức là gì? Mình sẽ ghi đè lại cái trường lương đúng không? Đè lại cái lương này. Đó, lương này đúng không? Sẽ bằng lương cũ đúng không? Nhân 105% mũ thâm niên đúng không? Thì lại dùng for đúng không? Đấy, thay đổi vào trong data gốc thì lại dùng for tiếp. Đấy, thì trên này mình đã có cái thâm niên rồi đúng không? Đấy, thì bây giờ mình có thể mình sửa cái lương luôn, đúng không? Thì cái thằng đây là cái thằng phần tử thứ y trong ở đây đúng không, tức là từng thằng nhân viên này đấy, sửa vào lương thì là chấm cái thằng salary đúng không? Đấy, lương này sẽ bằng chính nó đúng không, chính nó bằng chính nó này đúng không, nhân với 105%, 105 đúng không, số mũ đúng không, dùng số mũ thì dùng cái gì, cái nhân đúng không, số mũ của thâm niên đúng không, thâm niên là cái thằng đây đúng không, đó được chưa, thì nó sẽ tính kiểu số mũ trước đúng không, số mũ trước này rồi nhân thằng này nhá, xem đi nhá, lúc lại này. Đấy, đúng không? Thì lương tăng lên đây. Đó này giữ nguyên này. 571. 751 này, tài tăng sao thằng này không tăng? À, không tăng cái điện đúng không? Ok. Đó. Thì đây đúng không? Nó đang bị cái số lẻ lẻ này thì mình làm tròn lại cho nó đúng không? Làm tròn lại thì dùng cái thằng làm round đúng không? Nhưng mà Ừ, làm tròn lên đúng không? Thì làm tròn lên là mũ là cái thằng làm tròn siêu đúng không? Giá trần đúng không? Má chấm siêu đúng không? Chỗ đây. Được chưa? Thì làm tròn lên đúng không? Đấy, thì cái này đúng không? Thì nó chỉ là một cái công thức toán bình thường thôi. Đúng không? Thì mình ghi đè cái trường lương này bằng một cái giá trị mới thôi. Phần trăm nhân với thì nó chỉ tính là một năm. Ừ, do cái này một năm đúng không? Đấy, thì có thể những năm Hai sau. năm thì nó không tính. Ừ, 2 năm không tính được, đúng không? Thì để tính được nhiều năm thì phải có cái kiểu số mũ này. Nhưng mà em không xác định một em nó sao từ từ tháng này nó sẽ không biết anh nghĩ cái nó qua Ừ. bao năm một năm Không, tức là nó ra là 35, 30 tháng, bao nhiêu ngày. Thì em lấy đến trừ Em nhau không đúng hiểu không? cái bài như thế được em là Ừ. Cái này nó tính thâm niên thôi, tôi tính theo năm thôi mà đúng không? Tôi tính theo năm chứ không tính theo tháng này. Đúng không? Đó, thì đây là cái bài để mình gọi là thay đổi cái tăng lương đúng không? Đó, thì muốn tính theo thâm niên thì mình cũng phải có thâm niên trước đúng không? Rồi cho thâm niên vào trong số mũ là được. Đó, thì chỗ này anh em mà thấy khó hiểu đúng không? Đó, thì có thể tạo ra một cái như sau. Những thâm niên đúng không? Đấy, thâm niên bằng cái này. Đúng không?
và lương cũ đúng không? Lương khởi điểm đúng không? Lương khởi điểm. Lương khởi điểm chính là cái tháng trường lương bắt đầu đúng không? Đấy, thì lương mới đúng không? Lương mới sẽ bằng lương khởi điểm đúng không? Nhân với thâm niên. Được chưa? Dễ hiểu rồi. Cái phần mình vừa chữa qua ấy thì anh Khánh, bạn Sơn có vấn đề gì không nhỉ? Anh Thạch, mọi người có bị khó hiểu phần này không? Không, cái cơ chế thì em hiểu rồi, để tí em thực hành lại. Ok. Anh Khánh, phần này anh có bị khó hiểu không anh? Có câu hỏi gì không? Khánh, anh nghe rõ không anh? Rồi, thì mình sẽ sang nội dung của buổi hôm nay nhé. Đấy, thì buổi hôm nay mình sẽ cùng em đi qua một cái nội dung, nó là về cái gọi là quân bách. Mình làm ngọc một chút. Quân bách. Rồi, thì mình đã có học về function đúng không? Học function rồi này. Thì mình sẽ có một cái nó nâng cao một chút. Quân bách. Thì quân bách là gì? Thì hiểu đơn giản nhá. Quân bách này, nó là một cái function được truyền vào tham số của một function khác. Đúng không? Bình thường này, anh em biết function đúng không? Thì mình sẽ truyền là number đúng không? Đấy, number này, string này, array object đúng không? Và đầu vào của function. Bây giờ mình sẽ còn truyền cả function vào đầu vào nữa. Ừ. Được chưa? Quân bách là function được truyền vào đầu vào của function khác. Đấy. Đây. Ví dụ nhá. Mười chín rồi. Qua cổng này mà mày nhỏ quá quen. Cái này cái visual code này mọi người mọi người bình thường nhá, mình có một cái function đúng không? Giả sử function cộng chẳng hạn. Không? Mình có một cái function đơn giản như này. Được chưa? Tiếp theo nhá, mình đã có một cái function nữa đi. Đấy, function chẳng hạn. Đúng không? Function này thì nó sẽ nhận được vào là một cái function khác nhá. Được chưa? Sửa này. Function này nó nhận được vào như sau. Nó sẽ nhận được vào là một cái function này, một cái gọi là mình sẽ gọi là quân bách nhá. Quân bách. Đấy. Và nhận thêm hai cái tham số khác chẳng hạn, hai chẳng hạn. Bây giờ đúng không? Giả sử mình viết như sau. Đấy, và đúng không? X bằng côn bách của 5 của number 2. Return đúng không? X mũ 2 chẳng hạn.
Chưa, mình có một phát phân tích như này nhá, gọi là test, nó không phải là tích. Đấy, mình có một cái function test như này, đúng không? Function này có đầu vào là một cái quân bách này, đúng không? Hai tham số 51 và 52. Đấy, thì bên dưới này đúng không? Mình sẽ tạo ra một cái biến là biến x sẽ bằng cái function callback này nhận đầu vào là 51 và 52. Được chưa? Sau khi tính ra xong x đúng không? Thì mình trả ra cái x mũ 2. Đó, thì nhá. Giả sử như sau. Thì mình giả sử nhá, theo anh em thì cái thằng test này của cộng và 10 đúng không? 20 ra bao nhiêu? Đúng không? Thằng test này nó có 3 tham số đúng không? Tham số nhất mình sẽ chuyển cái thằng function cộng vào đây. Được chưa? Tham số 2 là số 10 đúng không? Và số 20. Đó, thì theo anh em cái thằng này nó trả ra kết quả là bao nhiêu? Bao nhiêu mũ 2? Em nghĩ là nó nhân 2 hết vào tham số ở trong đấy ạ. Theo nó ra bao nhiêu? Tính thử ra bao nhiêu? Em nghĩ là 2 cộng 20 và 40. Là sao nhỉ? Kiểu là nó nhân 2 hết vào tham số ở trong này ạ. Tức là em là thằng 2 nhân 10 và 2 nhân 20 á. Vâng ạ. Em nghĩ là thế. Thì trong này nhá, nó sẽ làm việc như sau. Mình có hai cái function đúng không? Một cái function là tính phép cộng này, đơn giản đúng không? Và một cái function này là nó như này, có ba tham số đúng không? Một cái function callback đúng không? Đây là một cái function này. Và function này thực thi thì nó sẽ nhận hai tham số là 51 và 52 trên này. Được chưa? Đúng không? Thì thằng callback này là cái thằng nào? Thì mình chuyển cộng đúng không? Thằng test này có ba tham số đúng không? Thì thằng cộng này nó sẽ nhận một cái thằng callback này đúng không? Tức là gì? Tất cả cái chỗ nào mà có callback ở trong test này sẽ thế bằng function cộng. Đúng không? 10 này là 51 ở trong này đúng không? 20 là 52 trong này. Đó, thì tất cả chỗ nào mà có 51 đúng không? Được thế bằng 10. Chỗ nào có 52 đúng không? Được thế bằng 20. Được chưa? Và thằng callback được thế bằng cộng đúng không? Thế thì cái này là trả ra bao nhiêu? Rồi. À, 60 phải không ạ? 30 thôi. Đúng không? Nó ở trên nó không nhân 2 ạ? À? Đây là mũ 2 không ạ? Đây là mũ 2 không phải nhân 2 đâu. Em xin chào. Được nhân 2. Đấy nhá. Đúng không? Đây này. Thằng phát sinh cộng đúng không? Phát sinh cộng nó thế vào con bách. Tức là chỗ này sẽ là thằng phát sinh cộng đúng không? 10 này thế ở đây đúng không? 20 thế ở đây. Thì thằng này nó trả ra là 30 đúng không? Cộng là thằng nào? Cộng là thằng này đúng không? Đấy, 10 thế ở đây đúng không? Tức là 10 cũng thế ở đây. Đúng không? Cộng nhá, nó là con bách này. Thì nó thế ở đây đúng không? 10 nó là 51 này. Thế ở đây. Đúng không? Mà thằng cộng này cũng nhận tham số đúng không? Tức là 10 cũng ở đây luôn, đúng không? 20 này, thế ở đây. Tức là vào đây đúng không? Thì nó ở trong phần cộng thì nó cũng là cái thằng number 2 trong phần cộng. Được chưa? Thì là thằng cộng này đúng không? Nhận hai số là 10 và 20 thì tổng lại thành 30. Đúng không? Ra 30. Thì x là 30 đúng không? 30 mũ 2 lên thì thành 900 đúng không? Chưa, đốc nhá. Phải nhá. Phải index đúng không? Chín trăm. Được chưa? Đó. Tức là gì? Ở đây đúng không? Mình đang dùng quân bách. Được chưa? Thì cái thằng này đúng không? Chỉ là cái thằng function quân bách này. Đấy. Nó là một cái function đúng không? Được chuyển vào function khác. Như kiểu tham số, được chưa? Đấy, và chỗ này đúng không, mình có thể chuyển bất kỳ phát sinh nào đúng không, có
có thể viết ra rằng ta phép trừ chẳng hạn, đúng không? Ta dừng trừ, trừ đúng không? Đấy, 51 trừ 52 trong này, đúng không? Thì giờ nếu như mình thay thằng trừ ở đây thì kết quả ra bao nhiêu? Đúng không? Tức là 10 đúng không? Trừ 20 là ra âm 10 đúng không? Âm 10 mũ 2 là 100. Đúng không? Để cho tức gì? Với cái thằng quân bách này đúng không? Mình chỉ việc mình thay cái phép toán này vào đúng không? Thì nó sẽ sửa kết quả cho mình. Đấy. Để cho tức là mình sẽ có một cái hàm hàm dùng chung đúng không? Nhưng mà cái 3x kia thì không không cần thiết luôn. Cái này á? À? Cái 3x bằng thì em có thể em mũ 2 trong bên này luôn cũng được. Vì tôi môn không cần thiết như này. Vì tôi cái gì? Thì mình vì tôi hả? Mình không cần đặt tên biến 3 em tôi làm muốn theo đấy gì? Này á. Ừ, được. Tôi viết này cho anh em dễ dùng luôn. Bước 1. Được. Tôi mình có thể mình hoàn toàn viết tắt như thế này nhá. Này cũng được, phải chưa? Nhưng mình tách ra từng bước cho anh em dễ dễ đọc. Đấy đúng không? Tức là gì? Đây đúng không? Là function này được truyền vào function khác như kiểu tham số. Phải chưa? Đấy. Đúng không? Và một cái nữa này, anh em vẫn dùng ấy. Anh em nhớ cái thằng map với cái thằng filter không? Filter nhá, đúng không? Một cái array ở đó này. Một cái array bất kỳ đúng không? Chấm filter này. Thì trong filter này mình cũng truyền function đúng không? Là value và index này. Đúng không? Thì em thấy rằng cái này có phải là function được truyền vào tham số không? Filter này thì nó có một cái tham số đúng không? Và tham số này được truyền bởi function. Được chưa? Đó thì những cái em dùng map hay là filter đúng không? Đấy thì nó cũng sẽ kiểu như là con bách. Đấy. Đúng không? Test này, mình viết như này đúng không? Được chưa? Tức là mình có thể hoàn toàn thay thế các cái function viết sẵn vào trong này đúng không? Cộng trừ nhân chia ở đây. Hoặc là gì? Mình có thể mình định nghĩa function này luôn trong lúc mình gọi để làm theo cái mình muốn. Tức là như thế nào? Mình có thể làm như sau. Còn slope test này. Là mình sẽ tạm biến nhá. Và này. Kết quả đi. Chưa? Bằng test này đúng không? Có ba tham số đúng không? Tham số nhất là một cái function đúng không? Thì mình có thể định nghĩa function trong này luôn. Nhá. Đúng không? Giả sử mình muốn là tính tích của hai số này chẳng hạn. Được chưa? Đúng không? A và B này, đúng không? Return ra A nhân B chẳng hạn. Đúng không? Rồi lại chuyển hai số là 5 và 6. Đúng không? Đấy, tức là gì? Cái thằng function này đúng không? Được thế vào trong thằng con bách. Đúng không? Thằng 5 này thế vào 51 đúng không? Thằng 6 này thế vào 52. Đấy, đúng không? Thì thằng function này thế vào con bách đúng không? Thì nó vào đây. Được chưa? 5 đúng không? Vào 51 thì nó vào đây đúng không? 6 này vào 52 thì nó vào đây. Đấy, thì này tính tích đúng không? Tích của 5 x 6 là bao nhiêu? Cũng là 30 đúng không? Rồi mũ 2 lên và 900 đúng không? Từ lúc kết quả nhá. Được chưa? Tức là gì? Thằng con bách đúng không? Con bách này mình có thể dùng những cái function có sẵn đúng không? Hoặc là mình có thể định nghĩa function để mình làm tùy biến. Được chưa? Giống như cái thằng sort đúng không? Thằng sort này hay là cái thằng filter map đúng không? Đấy, nó tạo cho em sẵn một cái khung sẵn. Được chưa? Muốn làm gì với nó là tùy anh em, đúng không? Đấy, với thằng filter với thằng filter đúng không? Đấy, nó tạo cho anh em một cái khung sẵn, còn anh em lọc theo chuyện nào là tùy anh em, đúng không? Đấy, tức là có bách đúng không? Nó để anh em làm nó tùy biến, được chưa? Nó không bị cứng đúng không? Đấy, nó khác với những cái thằng như thằng thằng pop đúng không? Thằng pop thì nó chỉ xóa mỗi thằng đầu tiên đúng không? Đấy, còn mình muốn xóa bao nhiêu thằng thì mình phải, hay mình muốn làm như nào đúng không? Thì nó không cho mình làm. Tức là nó bị cứng đúng không?
Đấy, còn với những thằng như thằng filter này hay là map đúng không? Đấy thì mình có thể mình làm tùy ý. Rồi, thì đây đúng không? Là cái thằng có thể hiểu đơn giản combat là như vậy đúng không? Combat là một cái function được truyền vào tham số của function khác. Được chưa? Đúng không? Để tăng cái tính tùy biến của function lên đúng không? Rồi. Đó, thì cái này nhá đúng không? Mọi người có thể thực hành qua một chút. Được chưa? Tạo function đúng không? Và truyền function vào trong nhau. Đấy. Thử cho mình nhá đúng không? Thử cho mình trong cái này trong khoảng 10 phút. Anh em có cảm thấy chỗ nào bị khó hiểu không nhỉ? Có bị nhanh quá không? Đấy, ok đúng không? Rồi thì anh em cứ thử cái này trong khoảng 10 phút đã nhá. Rồi xem có vấn đề gì mình sẽ tiếp. Ok rồi mày. Nói lại một chút nhá. Comeback đúng không? Đấy thì để làm được comeback này em phải chắc được function nhá. Comeback. Đúng không? Định nghĩa thì nó đơn giản thôi. Comeback là một function đúng không? Được truyền vào tham số của function khác. Không? Là function. Được truyền vào tham số của function khác. Chưa? Như đây của mình đúng không? Đấy thì đây là comeback đúng không? Đấy, comeback được truyền vào tham số của function khác. Đấy. Còn chức năng của nó là gì đúng không? Thì mình cái comeback này đấy thì mình sẽ định nghĩa, được chưa? Còn cái thằng test này, cái thằng tổng đúng không? Cái thằng function tổng này mình viết ra cái function cha đúng không? Có thể nói nó cho nó dễ biệt nhá. Đây là thằng cha đúng không? Thằng con này. Đấy. Thằng cha nó tạo ra cái bộ khung sẵn đúng không? Bộ khung sẵn. Đấy, còn kết quả trả ra như nào là tùy thuộc vào cái thằng con này. Đúng không? Giống như cái thằng function filter đúng không? Như cái thằng filter ấy. Đấy. Thằng filter nó tạo cho anh em một cái bộ khung sẵn. Đúng không? Còn kết quả là giữa thằng nào đúng không? Loại bỏ thằng nào là do anh em quyết định trong cái logic của anh em. Đúng không? Hay là thằng thằng sort đúng không? Đấy, khung của nó đã xếp sẵn rồi. Đấy, nó chỉ đợi anh em trả về là số âm, dương hay là không đúng không? Để nó xếp thôi. Đấy. Đúng, hay là cái thằng map đúng không? Đấy, khung mới sẵn rồi. Đấy, còn cái việc đẩy cái giá trị gì vào trong trong array mới đúng không? Thì do cái logic của anh em quyết định. Đúng không? Ứng dụng á. Cái nào nhỉ? Tức là nó sẽ làm cho cái function này của mình nó linh động hơn ấy. Giả sử nhá. Giả sử nhá, mỗi lần em làm đúng không? Thì em lại phải viết lại một function to đúng không? Đấy, và cái tác dụng của function ấy để nó tái sử dụng. Đúng không? Đấy, thì nhá, giả sử như thằng map này. Hay lấy hiện đơn giản như thằng map nhá, đúng không? Array.map này. Ê, đúng không? Thì với thằng map này nó đã làm sẵn cho mình thằng for đúng không? Tức là gì? Thằng map nó kiểu như một là for đúng không? Đấy. Thì thay vì anh em viết lại phần là for này và làm các thứ đúng không? Thì nó làm rõ cho anh em rồi đúng không? Nó chỉ đợi kết quả anh em trả về trong function này thôi. Đấy. Giả sử nhá, mình muốn tạo ra một function mới đúng không? Từ cái tạo ra một cái array mới từ array cũ này. Đấy thì anh em sẽ phải viết một cái function kiểu này đúng không? Function này. Có đầu vào là array đúng không? Map chẳng hạn. Đúng không? Có đầu vào là một array này. Đấy. Đúng không? Và mình xử lý trong này đúng không? For này. For gì đó đúng không? Đấy, rồi tạo thằng map nó trả ra array mới đúng không? Thì lại phải vào array rỗng đúng không?
Đấy, value ở đây này bằng ở đây rỗng đúng không? Đấy, rồi lại vòng là for này. Đúng không? Đấy, lại trong này lại có một cái logic đúng không? Tức là gì? Cái thằng map này này nó làm sẵn cho anh em cái bước này rồi. Đúng không? Còn logic em chỉ cho trong này thôi. Được chưa? Đấy, thì tức là gì? Nó anh em đỡ phải viết cái này đúng không? Mình chỉ cần viết cái thằng phát bên trong này thôi. Được chưa? Tức là nó thằng map không? Nó tạo cho mình một khung sẵn rồi. Đúng không? Nó tạo cho mình một khung sẵn, chạy for sẵn cho mình rồi đúng không? Chạy for sẵn rồi này. Tạo ra array giống cho mình sẵn đúng không? Thì cái mình cần là chỉ làm sao? Mình tạo gì trong này và mình push ra thôi đúng không? Đấy, nó còn push hộ cho mình rồi đúng không? Nó còn new array cho push hộ cho mình luôn rồi. Đúng không? Nó push hộ cho mình luôn rồi đúng không? Đấy, push một cái value gì đó trong này đúng không? Value này được trả ra từ cái function của anh em. Đúng không? Đấy. Được chưa? Từ gì cái mình cần là mình giúp mỗi cái này đúng không? Còn cái khung này nó tạo sẵn cho mình rồi. Hiểu không? Đấy. Được chưa? Thì đúng không? Anh em biết function đúng không? Thì mình viết mỗi thằng này thôi. Mình không biết lại khung này nữa. Đấy. Được chưa? Giả sử đúng không? Mình muốn tạo ra cái thằng ở đây nhân đôi lên đúng không? Thì bây giờ anh viết lại từ đầu đúng không? Đầu. Đúng không? For từ đầu đúng không? Đấy, làm tìm ra một cái viết ra một function mà tất cả phần tử bên trong nhân 3 chẳng hạn đúng không? Thì viết lại từ đầu đúng không? Thì thằng này không như vậy. Cái số nhân đôi nhân 3 nó viết trong này rồi. Được chưa? Đúng không? Tức là gì? Làm cho cái hàm mình đúng không? Nó tùy biến theo từng trường hợp. Đúng không? Đấy. Giả sử nha, mình sẽ tái hợp thì mình sẽ tái hiện lại hàm map nhá, đúng không? Hàm map này thì nó sẽ có array mới đúng không? Hoặc là for này. Đấy, và nó có một cái thằng callback đúng không? Đây, thấy chưa? Callback này nhận array đồ nào này? À, trong thằng map đúng không? Map nó nhận gì? Value và index đúng không? Value là cái gì? Là array thứ y đúng không? Đúng không? Index là cái phần tử y này, đúng không? Đó, đâu gì đây? Chữ chấm phải. Ở đây chấm phải. Đó. Được chưa? Và thằng này nó trả ra kết quả đúng không? Kết quả là gì thì nó put vào trong này. Đấy, giả sử nhá, mình muốn tạo ra ở đây không? Tất cả phần tử bên trong nhân 3, nhân đôi chẳng hạn đúng không? Đấy, thì là map này của cái thằng array này đúng không? Map của array. Đấy. Quay đúng không? Value index giống như thằng map mình có anh em hay làm đúng không? Ở trong này return ra value đúng không? Nhân 3 chẳng hạn đúng không? Tất cả từ nhân 3 đúng không? Thành 3, 6, 9 này. Được nhá. Và kết quả này ở bên này. Put ra đây, chưa return đúng không? Return. Return new array. Đúng không? Được chưa? Đúng không? Còn 4 nhân nhân 4 đúng không? Thì theo đây thôi. Được chưa? Cái gì? Nó sẽ tạo cho mình khung sẵn đúng không? Có một khung sẵn rồi. Việc của mình là tùy biến trong này. Đúng không? Được chưa? Nó giúp gọi cho mình đúng không? Gọi cho mình mấy đoạn này rồi. Đó. Đấy, đấy đúng không? Là cái chức năng của cái thằng callback đúng không? Làm cho cái function mình nó động lên đúng không? Đấy, bình thường anh em làm function là nó phải động rồi đúng không? Bây giờ phải động hơn nữa. Đấy. Đúng không? Function đúng không? Kết quả thực ra là tùy thuộc vào cái tham số đầu vào đúng không? Đấy. Tham số đầu vào mà truyền hình theo kiểu là số đúng không? Chữ hay là string ở đây đúng không? Thì nó vẫn còn bị hạn chế đúng không? Đấy, mình muốn nó động hơn nữa thì mình sẽ truyền cả function vào. Đấy. Và phát sinh đúng không? Mình có thể mình hoàn toàn định nghĩa phát sinh theo từng trường hợp đúng không? Cái lúc cần nhân đôi đúng không? Thì nhân đôi, lúc cần mũ 2 không? Thì mũ 2 đấy, đúng không? Sửa chỗ này thôi. Được chưa? Mình không cần phải sửa lại toàn bộ thằng này đúng không? Mình cần sửa mỗi thằng này thôi là được. Đúng không? Đó, tức là mình đã có một cái bộ khung sẵn rồi đúng không? Áp dụng thôi. Được chưa? Thì đây đúng không? Của máy đúng không?
đấy làm cho cái function mình đúng không, nó linh động hơn thêm một cấp bậc nữa đúng không? Bình thường cái function nó là linh động đúng không, phải linh động theo từng cái tham số rồi, bây giờ nó phải linh động thêm thêm cấp độ nữa không? Là theo con bách. Làm cho function đúng không, tăng cái tính tái sử dụng của function lên đúng không, tăng tính tái sử dụng. Đó thì chỗ này đúng không, mình vừa có demo qua cái việc là tái lại cái hàm map đấy, thì anh em thử là thấy hiểu mình nhá đúng không, viết lại hàm map đúng không bằng callback đúng không, thằng map lại có dùng callback đúng không, đấy thì mình sẽ tái hiện lại bằng callback như này thử nhá đúng không, có đầu vào là ở đây đúng không, đấy đầu vào cái ở đây đấy, ở đây có thể tùy ý đúng không, đầu vào là ở đây này. Và xem sẽ đỡ nhầm đúng không, giả sử mình có các cái array này, array 2 chẳng hạn đúng không, đấy thì mình muốn chạy thằng array nào thì thế ở đây được đúng không, array 2 đấy đúng không, thay đổi cái array đầu vào đúng không, vài thời cái logic đúng không, mình muốn nó căn bằng 2 chẳng hạn thì là bố 1 phần 2 đúng không. Được chưa? Thì nó trả ra căn 12 đúng không? Đấy, 8 thì căn 12 là đây để chia được, sorry phải mua phần 2 này đúng không? Phần 2 này. Được chưa? Đó. Đấy thì em thử nhá. Theo ý hiểu mình đúng không? Viết lại cái map bằng con bách thử nhá. Phần này em có chỗ nào khó hiểu về cái này không nhỉ? Đúng không? Thì thằng map đúng không? Thằng map này bình thường nó sẽ nhận vào là cái value và index đúng không? Thằng map này nó nhận vào là value và index đúng không? Thì value này và index này nó sẽ là những cái trong vòng for đúng không? Đấy thì mình chạy vòng for và mình truyền cái value cho là phần tử y đúng không? Và index sẽ là số y này. Đấy, tức mình không quan tâm thằng này làm cái gì đúng không? Mình không quan tâm thằng này làm cái gì cả. Chỉ biết rằng kết quả nó trả về cái gì là cái gì đúng không, thì mình push vào trong cái thằng đầu ra vậy thôi, thằng map là như vậy đúng không, mình không trả về cái gì thì nó push cái thằng undefined vào trong này đúng không. Okay. Thử nhá. Đấy, thử dùng ý hiểu của anh em viết lại hàm map đi. Alo, anh em sẽ thử cho mình cái bài này nhá. Đấy, bài này mình sẽ có một cái bảng điểm như này. Được chưa? Khối A, B, C đúng không? Khối A, khối B, các thứ này. Yêu cầu nhá. Mọi người viết cho mình một cái function tính điểm. Có đầu vào là cái array này. Và một cái callback. Được chưa? Đúng không? Con bách này nằm và cái function này nhá, function này này nó trả ra điểm thi của từng học sinh theo cái cách tính như sau. Khối A nhá thì điểm toán nhân hệ số 2 đúng không? Các môn lại nhân hệ số 1. A1 này điểm anh nhân hệ số 2 đúng không? Các môn lại nhân hệ số 1. Đúng không? Khối B thì điểm sinh nhân hệ số 2, các môn lại hệ số 1. Được chưa? Tức gì? Cái con bách của mình đúng không? Là cái để mình đặt cái nguyên tắc này. Đúng không? Còn cái function tính điểm không? Thì nó chỉ là tính tổng thôi. Đúng không? Đấy, còn cái điểm cái quy tắc hệ số 2 số 1 ấy là sẽ viết trong callback này. Hình dung nhỉ? Kiểu như tùy qua từng năm đúng không? Có thể năm nay là cái điểm toán hệ số 2 đúng không? Điểm hệ số 2, điểm anh hệ số 2. Có thể sang năm sau đúng không? Nó đổi quy tắc. Kiểu như vậy. Em tưởng tượng ra rồi nhưng mà hơi căng thẳng đấy. Sao kiểu từng
thượng ra rồi nhưng mà thực hành nó không được thì làm thế nào? Ok. Kiểu cách làm thì nghĩ rồi đấy nhưng mà còn thực hiện nó nào thì hoang mang quá. Ok, cứ thử nghĩ đi. Nếu không được thì sẽ dành cái bài về nhà cho anh em. Đi thêm. Khoảng cuối tuần nữa mà. Đấy. Rồi. Rồi, ok, thì làm nhá. Nghĩ cái này trong khoảng tầm 10 phút 15 phút. Anh em nghĩ thử bài này nhá, trong khoảng tầm 10 15 phút được chưa? Rồi mình sẽ chữa nhá. Phát tổng đúng không? Thằng phát tính điểm này nó chỉ tính điểm thôi, tính tổng điểm thôi đúng không? Nó chỉ cộng cộng kết quả thôi. Còn cái quy tắc số đúng không? Là do thằng của bác này nó quy định. Được chưa? Đúng không? Từ cái function bên ngoài. Đúng rồi, như kiểu cái thằng map đúng không? Map là cái thằng bên ngoài này đúng không? Còn cái quy tắc cộng điểm như nào là do thằng có bên trong. Là cái thằng này quy tắc quan nó sẽ tính về cái thằng quy tắc về hệ số đúng không? Tức là function nó không phải viết như này. Hiểu đơn giản nhé, sẽ có một cái thằng bên ngoài đúng không? Bên ngoài là cái thằng tính điểm này. Tính điểm đúng không? Trong thằng tính điểm này nó sẽ có một cái callback đặt ở đâu đó. Đấy chưa? Và cái callback đúng không? Nó sẽ quy định về cái cơ chế tính điểm này. Đấy chưa? Cái này sửa một chút cho anh em dễ hình dung nhá. Tức là cái function này nhá, nó trả ra cái array này đúng không? Với cái có thêm cái trường điểm này nữa. Tổng điểm. Có tổng điểm đang là luôn đúng không? Đấy, thì anh em tính đúng không? Và cho tổng điểm trong này trả ra ngoài. Không, viết function này để nó sửa cái thằng này đúng không? Tính tổng điểm ở đây, trả ra ngoài. Chứ tổng điểm là kết quả trả ra của thằng này này. Gợi ý nhá, cái thằng comeback đúng không? Comeback này, comeback nó sẽ tính ra tổng điểm đúng không? Comeback nó tính ra tổng điểm này. Được chưa? Còn thằng tính điểm đúng không? Nó chỉ là ghép cái thằng tổng điểm này vào đây thôi. Được chưa? Đúng không? Callback là cái thằng tính ra tổng điểm này. Đúng không? Cơ chế các năm khác nhau đúng không? Tổng điểm các năm khác nhau. Đấy, còn cái thằng tính điểm này chỉ là nó mang cái thằng kết quả trả ra thằng này. Trả ở đây thôi. Rồi, mình sẽ từng bước một nhá. Đây. À, đầu tiên đúng không? Như mình nói này, mình sẽ vẽ các bước nhá. Bước thứ nhất này, đúng không? Để có được cái điểm tổng đúng không? Thì mình cần phải tính điểm đúng không? Đấy, tức gì mình sẽ cần phải tính điểm theo cái quy tắc như này. Được chưa? Và tính điểm theo cái quy tắc này đúng không? Mình sẽ xử lý ở trong cái thằng callback. Đúng không? Thằng callback này nó sẽ lo cái việc tính điểm đúng không? Phân công việc ra nhá đúng không? Cái thằng callback này sẽ lo tính điểm theo quy tắc kia đúng không? Theo quy tắc. Đấy, còn cái thằng function tra đúng không? Cái function tính điểm này. Đấy, function tính điểm. Function tra đúng không? Là function tính điểm. Thì nó sẽ lo cái việc là đẩy kết quả của thằng callback này vào đây. Đúng không? Đấy. Sẽ lo việc đẩy đúng không? Kết quả. Đúng không? Vào tổng đúng không? Và trong cái thằng tổng này. Đấy, thì đúng không? Để tính điểm này thì nó cần cái gì? Nó cần cái trường điểm đúng không? Và cái khối này. Kiểu như vậy đúng không? Được chưa? Tức là cái thằng này nó sẽ dùng cái kiểu hàm điều kiện đúng không? Nếu khối A đúng không? Nếu khối A thì lấy điểm toán nhân 2 đúng không? Và các điểm còn lại nhân 1 đúng không? Nếu là khối A1 đúng không? Thì điểm A nhân 2 đúng không? Các thằng còn lại nhân 1 đúng không? Điểm của khối B thì thằng C nhân 2 đúng không? Còn lại nhân 1. Như sau. Đúng không? Mình sẽ viết trước cái thằng quy tắc tính điểm nhá. Giờ ghép vào cho anh em dễ hình dung. Đúng không? Cái thằng quy tắc tính điểm đúng không? Thì nó chỉ quan tâm đến cái việc là khối nào đúng không? Và điểm từ môn là bao nhiêu? Đúng không? Đó thì mình sẽ viết một cái đơn giản nhá đúng không? Cái function
gọi là điểm chẳng hạn đúng không, hay là tổng chẳng hạn, tổng điểm đúng không, đấy sẽ có đầu vào là khối đúng không, khối nào đúng không, đầu vào là khối nào này, và một cái object điểm đúng không, object điểm đúng không, tức là như trong trường này mình biết cái thằng cộng này được chưa, mình biết thằng cộng này chứ đúng không, đấy thì cái thằng tổng điểm này đúng không, nó có cái khối này, khối A, B, C đúng không, và điểm là gì này, được chưa, thì bây giờ đúng không, muốn đi qua từng cái điểm này thì mình lấy kiểu gì, lặp qua từng phần tử trong object thì lấy kiểu gì, vâng. Bình thường nhá, anh em lọc qua từ phần tử trong thằng for đúng không? À trong thằng ở đây dùng for đúng không? Thế còn bây giờ lọc qua từ phần tử trong object thì dùng cái hàm gì? Biến thể của for. Không. Dùng for hả? For in. Ừ, for in để đi qua từ phần tử trong object. Hiểu không? Biến thể của for. Ừ đúng rồi, được chưa, anh em dùng cho array thường là dùng cái thằng for bình thường đúng không, hoặc là for, còn với object thì mình dùng cái thằng for in, được chưa, đúng không, for in để lập qua lọc qua từng phần tử của object đấy đúng không, trong object điểm này, được chưa, thì lúc xem cái key là gì nhá, con select key này chưa? Giả sử nhá, mình sẽ chạy tổng điểm này. Tổng điểm của khối A chẳng hạn đúng không? Và điểm của thằng này đi. Được chưa? Thì nó xem cho mình cái gì nhá. Đúng không? Thì với cái điểm như này đúng không? Thì mình sẽ có là môn toán lý hóa đúng không? Đấy. Và như thấy nếu mình là khối A đúng không, thì điểm toán nhân đôi đúng không, thì cái thằng nào mà có kỳ là toán đúng không, nhân đôi lên đúng không, được chưa, đấy thì mình không quan tâm đúng không, tức là nó có thể nó thi năm nay có thể thi 3 môn đúng không, năm sau có thể thi 4 môn 5 môn đúng không, tức là mình không quan tâm cái độ dài của thằng này, thì mình sẽ dùng cái thằng for in đúng không, để lặp qua, mình quan tâm mỗi cái là thằng nào môn toán đúng không, thằng nào có kỳ là toán nhân đôi lên thôi đúng không, đấy thì cộng tổng các phần tử trong này thì đại ca sao biến tổng đúng không, ba tổng này bằng không đúng không, bằng không thì thằng này object đúng không, object này và kỳ này chính là từng cái trường trong object đúng không, thì muốn lấy cái từng cái điểm trong object này thì là sẽ gì, tên object đúng không, ở vị trí kỳ, được chưa, thì xem thử nhá đúng không, được chưa, cụ thể nhá đúng không, lấy điểm theo môn học đi thì mình có đúng không, điểm toán 7 này là điểm toán 6 lý 7 đúng không, hóa 8 được chưa, đấy thì thấy rằng thằng này là có kỳ là toán đúng không, thì nhân đôi thằng này lên đúng không, nếu là điểm toán này đúng không, nếu kỳ bằng toán thì thằng này nhân đôi đúng không, kỳ khác toán thì kệ nó đúng không, đấy nếu kỳ này đúng không mà bằng toán đúng không, nếu kỳ bằng toán này đấy thì điểm nhân đôi đúng không, kỳ bằng toán này và khối này là khối A đúng không, khối là khối A và đúng không, đồng thời khối đúng không bằng khối A, được chưa, điểm toán chỉ nhân đôi ở khối A đúng không, đấy điểm toán này nhân đôi ở khối A đúng không, đấy thì nếu điểm kỳ bằng toán đúng không và khối là khối A thì nhân đôi thằng này lên đúng không, đấy thì tổng này đúng không bằng chính nó đúng không, tổng này bằng chính nó cộng với điểm điểm nhân đôi đúng không này đúng không, đấy còn nếu không phải đúng không thì cộng bình thường.
Nếu không phải thì tổng gốc bằng chính nó cộng với điểm thôi, không như hai nữa. Đúng không? Đấy, trường tiếp theo, nếu là khối A1 đúng không? Lại copy xuống A1. Nếu là khối A1 thì điểm A đúng không? Nếu là môn A và khối bằng A1 đúng không? Thì nhân 2 lên. Không phải thì cộng số hệ số 1. Đúng không? Tiếp. Nếu là khối B đúng không thì là điểm sinh đúng không? Được chưa? Thì như vậy đúng không? Tổng điểm trong này. Giả sử đây nhà cho khối A đúng không, toán nhân đôi thì toán là 6 đúng không, 12 12 đúng không, cộng 15 là bao nhiêu, 27 không, 63 nhỉ, xem lại nhá, đây là khối gì, chuyển là khối A đúng không, tổng là 33 rồi, xem chỗ nào nhá. For này. À. Do dưới thằng này. Chưa? Nếu mà khớp khớp những cái này đúng không? Khớp những cái này thì mình đôi đúng không? Còn không khớp thì mình cho cộng 1, thì cái này do mình đang bị lặp thêm bên dưới này. Được chưa? Thì mình thêm lại đúng không? Thêm else vào. Else if đúng không? Đấy. Được chưa? Else if để nối chuỗi với nhau đúng không? Else đấy. Còn nếu không phải thằng nào đúng không? Thì dẫn nhân hệ số 1 đúng không? Chưa? Thay 7 đúng không? 15 cộng 12 đúng không? Thay 7. Đấy. Như vậy là mình đã xong cái thằng tính điểm đúng không? Tức kết quả trả ra thằng này là cái thằng điểm đúng không? Để mình nhắc vào đây. Nhưng mà tổng đúng không? Đó. Được chưa? Thì thay thằng này vào vector. Đúng không? Vector. Tổng. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ viết lại cái function tính điểm nhá. Đúng không? Viết thêm một cái function tra này. Tính điểm đúng không? Thằng này đúng không? Nó có đầu vào là cái thằng array đúng không? Và quên bách đúng không? Quên bách. CV nhá. Đấy, và việc của thằng này nó chỉ là mang kết quả trả ra từ thằng tổng điểm này đúng không? Nhét vào trong array. Đó, thì nó chạy for qua array đúng không? Ừ, phần này em có hiểu không nhỉ? Ở trên này. Hiểu đúng không? Tiếp thằng này nhá. Đấy, thì với thằng tính điểm đúng không? Thì như mình biết công việc của nó thì nó chỉ là thằng này nó chỉ mang cái việc mang kết quả tính tổng ở trên này đúng không? Mang cái tổng này nhét vào cái thằng tổng này đúng không? Đó. Được chưa? Thì mình chạy for của nó nhá, đúng không? Trước tiên này. Sẽ lốc xem cái thằng array thứ y là gì nhá. Chạy thằng tính điểm này của cái data data đúng không, đó cô bách chưa dùng không thì chưa cần chuyển vội đó, thì trong này đúng không, cái thằng array thứ y chính là từng cái thằng học sinh đúng không, là điểm từng học sinh đấy, và gì cái thằng function bên trên mình biết đúng không, cái thằng bên trên này nó đang cần đầu vào là cái gì, là cái khối đúng không, là thằng này và cái điểm này đúng không, tức là gì cái thằng phòng for này nó cần trích ra được cái khối đúng không và cái object điểm để chuyển vào trong cái thằng của bác kia đúng không đấy,
Mình sẽ có khối đúng không? Bằng array thứ y chính là object này đúng không? Cái thằng thử thứ y trong array ông chính là cái thằng object này đúng không? Một cái khối thì là chấm khối. Được chưa? Tương tự đúng không? Muốn có điểm đúng không? Thì chấm điểm đúng không? Bằng chấm điểm. Được chưa? Rồi đúng không? Mình chuyển cái thằng khối vào thằng điểm này cho cái thằng function này xử lý đúng không? Cho này xử lý. Được chưa? Thì nó chính là cái thằng có bách này đúng không? Và đúng không? Kết quả vào bách đúng không? Nhận được vào là khối đúng không? Nó chỉ một cái tên thôi mà. Đầu vào là một cái tên đúng không? Đấy. Thì kết quả nó là cái gì đúng không? Thì mình lại lớp kết quả sau là cái gì nhá? Trên lớp kết quả chỗ này. À chưa, mình chưa chuyển được này, chưa chuyển được này. Đúng không? Đây là cái thằng đó. Điểm vào. Đây. Đúng không? Đấy chưa, thằng nhất tổng 27 đúng không? Thằng thứ hai tổng 31 này, tại sao? Nó là khối A1 đúng không? Anh nhân 2 là 18 này. 18 cộng với 13 là bao nhiêu? 31. Đúng không? Thằng này là khối B đúng không? Sinh nhân 2 16 này cộng 13. Đó. À 10 nhân 12 đúng không? 12 cộng 13 là 25 đúng không? Đó. Được chưa? Đấy đúng không? Tức gì? Thằng tổng này chạy đúng không? Kết quả sẽ đúng đây. Kết quả đúng đúng không? Thì mình paste nó vào trong cái thằng tổng này là được. Rõ không nhỉ? Anh em rõ bước làm không? Đúng không? Thì mình sẽ lấy cái thằng chính là cái thằng thứ y đúng không? Thằng thứ y này chấm tổng đúng không? Vâng, kết quả này. Đúng không? Xong thì mình return ra cái thằng. Đúng không? Ở đây đã được chỉnh sửa. Đấy, thì mình đọc lại nhá. Đúng không? Nó có thêm tổng điểm ở đây. Đúng không? Phân biệt ra đúng không? Phân biệt ra. Thằng này nó chỉ để tính điểm bên trong này đúng không? Dựa vào điểm trong này và dựa vào khối đúng không? Để nó ra cái tổng điểm. Được chưa? Còn thằng bên ngoài đúng không? Thằng bên ngoài nó sẽ xử lý nhắc ở đây. Anh em rõ chưa nhỉ? Đúng không? Thì sang năm không? Sang năm người ta đổi quy chế thì mình chỉ phải là sửa cái thằng tổng điểm thôi. Đúng không? Alo, phần này anh em có vấn đề gì không nhỉ? Có câu hỏi gì không? Không em ơi. Đúng không? Cái này thì mình có thể dùng switch case đúng không? Tùy anh em. Tiếp theo switch case cũng được. Ok, thì mọi người dành cho mình khoảng tầm 10 phút 15 phút nhé đúng không? Thử làm lại cái này. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu. Hiểu đúng không? Ừ. Anh Khánh, anh Thạch, bạn Sơn, cái mình vừa chữa có hiểu không nhỉ? Mọi người có thắc mắc gì không? Có chắc là khó hiểu không nhỉ? Không em ạ. Bạn Sơn, anh Thạch. Ok. Dạ không ạ. Ok rồi thì áp dụng vào cho mình nhá. Thử làm lại. Làm lại bài này cho mình. Bên trên này nhá đúng không? Mình đã viết cái này để tính tính điểm theo cái nguyên tắc của năm hiện tại đúng không? Đấy. Còn áp dụng cái điểm áp dụng nguyên tắc này đúng không? Vào năm nay thì mình chưa áp dụng đúng không? Áp dụng vào năm nay thì mình phải viết một cái function như này. Được chưa? Đúng không? Cái thằng tính điểm này nó cần gì? Cần khối đúng không? Và cần điểm. Đúng không? Cần khối này và cần cái object điểm đúng không? Đây cần cái khối này và cần cái object điểm này. Đó. Thì mình đi vòng lặp qua từng thằng học sinh đúng không? Lấy ra cái khối này và lấy ra cái object điểm đúng không? Để trên sau này để nó xử lý. Đúng không? Đấy, thì trong này mình
gọi là con bách đúng không? Thì mình truyền cái thằng này cho con bách để nó xử lý. Được chưa? Đúng không? Tại vì mình dự định đúng không? Dự định sẽ truyền cái thằng tổng điểm này vào trong con bách. Đúng không? Đây nhá, con bách này. Hiện tại đúng không? Trong lúc mình viết function này đúng không? Thì con bách này nó chưa có ý nghĩa gì cả đúng không? Đấy, nhưng mà khi mình truyền cái thằng tổng điểm này vào cái vị trí của con bách thì nó sẽ có ý nghĩa. Cái chỗ này mới chỉ là khai báo đúng không? Khai báo thôi. Function đúng không? Hai bước không? Một bước, bước khai báo này. Được chưa? Đúng không? Còn khi mình thực thi đúng không? Thì mình truyền cái function tổng điểm ở đây. Đúng không? Thì thằng ở đây thì con bách này sẽ có giá trị là sẽ là hiểu nó hiểu là function tổng điểm. Để thực thi. Nhớ nhau đúng không? Function có hai bước đúng không? Bước khai báo này và bước thực thi. Được chưa? Tất cái này mình mới chỉ là tạo khung logic thôi đúng không? Còn lúc dùng mình dùng thế này. Kiểu cái function đúng không? Function như kiểu mình viết kịch bản này. Được chưa? Đúng không? Function đây kiểu mình viết kịch bản trước đúng không? Viết kịch bản sẵn. Đấy, còn tuyển diễn viên mình cho đây. Như vậy. Kiểu lên kế hoạch đúng không? Lên kế hoạch này và thực hiện. Cái này chỉ tên gọi thôi, tên biến thôi đúng không? Còn cái điều mình thực sự là cái thằng này không mà đúng không? Đấy, cái này là kế hoạch thôi, được chưa? Kế hoạch đúng không? Kế hoạch của mình là mình sẽ làm đầu vào một array, đầu vào mình thì một array chỗ này, được chưa? Thì trong này đúng không? Array nó chính là cái thằng data đây. Đúng không? Tức là trong kịch bản đúng không? Kịch bản thì các nhân vật nó sẽ có tên tùy đúng không? Theo cái tác giả. Đúng không? Nhân vật trong kịch bản này là tên tùy đúng không? Đấy, còn mấy thằng diễn viên đang cho đây thì đang dùng cái của nó chứ đúng không? Dùng khả năng của nó để làm chứ đúng không? Được chưa? Thì cái hiểu function như kiểu kịch bản nhá, đúng không? Đấy, tên của các cái thằng nhân vật trong kịch bản nó tùy ý không? Theo thằng tác giả đúng không? Mình cho nó tên là gì nó lại nhận tên như vậy. Được chưa? Còn khi thực thi đúng không? Khi thực thi mình truyền cái gì vào thì nó thằng nhân vật này nó sẽ có giá trị như vậy. Rồi, link làm được chưa? Ok, làm vào đi rồi thử cái khác, thử ý tiếp. Cửa nhất. Ok, một cái bài cơ bản đúng không? Nhưng mà cơ bản nhất thì nó lại không thực tế cho lắm. Nên có nước được rồi nhá, thì mình sẽ thử một cái bài khác nó dễ hơn chút nhá. Viết một cái function đi. Viết function đúng, cái bài dễ hơn nhá. Viết function này. Viết function đúng không? Có đầu vào là một số number và một cái callback. Được chưa? Callback đúng không? Callback này nó sẽ trả ra một số ngẫu nhiên từ 0 đến number. Được chưa? Còn function đúng không? Sẽ return ra một cái bình phương của cái số ngẫu nhiên này. Dễ hơn đúng không? Cái bản chung với các thứ thì ok. Bây giờ cái bước để viết kiểu từ function bằng con bách từ bước viết cái bước khai báo thì function nó không có nghe đúng không? Đây từ
đây thì function comeback nhá. Thế bây giờ anh không thấy bây giờ bước là đầu tiên khai báo cái gì đầu tiên đấy. Xong bắt đầu là cái hàng cần làm cái gì đi cái gì nhá. thì kiểu từng bước như vậy đi. Rồi đúng không? Thì cách làm nhá, với comeback này thì như mình nói đúng không? Comeback là function được truyền vào function khác đúng không? Tức gì? Có ít nhất hai function trong này. Đúng không? Là có ít nhất hai function đúng không? Đấy. Đúng không? Đúng như vậy đấy. Được chưa? Comeback đúng không? Là function này được truyền vào function khác đúng không? Như kiểu tham số. Tức gì? Mình có nhất hai function đúng không? Một thằng con một thằng cha. Đúng không? Còn chưa kể trường vào nó nhận như comeback đúng không? Đấy. Ừ. Tiếp theo nhá. Ít nhất function này, được chưa? Thì sẽ có một cái là function con đúng không? Và function cha đúng không? Function con và function cha. Được chưa? Đấy, thì mình cần phải nặng phân công việc ra đúng không? Phân công công việc ra, thằng con làm gì, thằng cha làm gì? Như đây đúng không? Thằng con trả số ngẫu nhiên đúng không? Thằng cha trả ra bình phương số ngẫu nhiên này. Đúng không? Đấy thì phải rõ đúng không? Để làm được nó thì phải phân công rõ ra thằng con làm gì, thằng cha làm gì đúng không? Công việc từ thằng một. Phân công đúng không? Đấy, từng function làm cái gì đúng không? Phân công công việc cho từng function. Đúng không? Giả sử như cái bài bên trên đúng không? Để có được cái điểm này đúng không? Để có được cái điểm vào trong cái thằng vị trí này thì tách ra hai bước đúng không? Bước thứ nhất là bước tính điểm đúng không? Thì bước này sẽ do cái thằng comeback log đúng không? Còn bước đẩy cái điểm đấy vào trong đây thì do cái thằng function cha log đúng không? Đây. Thằng này chỉ lo tính điểm này đúng không? Cái bài vừa rồi đúng không? Còn thằng này nó chỉ lo đẩy điểm vào trong trường tổng thôi. Đúng không? Đấy, nó chờ kết quả trở về để cho trong này. Thì tương tự đúng không? Với thằng này đúng không? Phân công công việc, thằng con sẽ tính ra một số ngẫu nhiên đúng không? Và làm tròn lại đúng không? Thằng cha nó sẽ là bình phương lên số này. Đó. Được chưa? Thì phải phân công công việc đúng không? Cho từng function đúng không? Thằng con làm gì, thằng cha làm gì. Đó. Thì để dễ nhất thì mình sẽ viết thằng con trước. Đúng không? Viết thử function con trước. Viết function con đúng không? Để test chức năng của nó trước đúng không? Chưa, thực ra viết thằng nào trước cũng được nhưng mà thường thì sẽ viết thằng con trước. Được. Viết thằng con trước đúng không? Hoặc là lúc viết thằng cha, trong lúc viết thằng cha mình cần thêm một cái gì phụ nữa thì mình có thể viết thằng con đúng không? Tình thế trong đấy. Chúng ta lại sẽ phải viết từng cái phát triển một đúng không? Thì để dễ nhất thì viết thằng con trước để test chức năng trước. Như trên này đúng không? Mình viết cái thằng function con trước đúng không? Để test đúng không? Xem điểm tính đúng hay chưa? Đúng không? Viết thằng con trước này để test chức năng đúng không? Đấy. Sau đó thì viết cái function cha để áp dụng thằng con này vào đúng không? Viết function cha đúng không? Dựa trên kết quả trả ra của function con. Đấy, như trong này đúng không? Mình viết ra trước cái thằng con đúng không? Để test chức năng. Đấy, còn tiếp theo mình viết thằng cha đúng không? Thằng cha này mình sẽ xử lý đúng không? Tùy thuộc vào cái yêu cầu của thằng con đúng không? Thằng con nó cần khối đúng không? Và cần điểm. Thì mình thằng cha mình sẽ viết nhỏ nó để có cái khối và cái điểm cho thằng con. Đúng không? Đấy, được chưa? Đúng không? Tức là dựa vào cái yêu cầu của thằng con đúng không? Viết thằng con là test chức năng này đúng không? Viết thằng cha đúng không? Dựa vào yêu cầu và kết quả của thằng con đúng không? Dựa trên cái đầu vào của thằng con đúng không? Dựa trên yêu cầu đầu vào và kết quả của thằng con đúng không? Đấy, thằng con nó cần gì? Cần khối đúng không? Và cần object điểm. Đấy, thì thằng cha đúng không? Phải lấy được cho nó cái khối đúng không? Và object điểm để nó làm việc.
đúng không? Đấy, đúng không? Còn kết quả thằng con trả ra không thì thằng cha muốn làm gì thì nó làm bên dưới, đúng không? Vector gì nó sẽ dựa vào cái thằng con cần gì đúng không để nó làm bên trên đấy, và sẽ dựa vào thằng con trả ra cái gì không để nó làm bên dưới, đúng không? Được chưa? Thằng con đúng không để làm chức năng đơn giản này, đúng không? Thằng cha không để xử lý phần còn lại đó. Tức là gì? Kiểu như mình nấu cơm đúng không? Nấu cơm này thì sẽ có bước là bước đúng không? Vo gạo này đúng không? Tức là mở thùng gạo ra lấy gạo đúng không? Đấy. Mở thùng gạo ra lấy gạo đúng không? Rồi vo gạo này. Rồi cắm cơm đúng không? Xong rồi trả cái xong nồi nó xử lý. Đấy, kiểu như vậy đúng không? Thì cái thằng nồi xử lý đúng không? Là cái thằng bước cuối cùng đúng không? Đấy thì nó kiểu như là cái thằng cha đúng không? Đấy, còn trong cái bước lấy gạo là vo gạo đúng không thì là như thằng con nó làm đấy, được chưa? Thằng cha nó cần phải lấy ra cái đầu vào đúng không để con nó xử lý, được chưa? Đúng không? Thằng con cần gì đúng không thì thằng cha phải cho nó cái đấy để nó xử lý, đúng không? Và thằng con nó trả ra cái gì thì thằng cha làm nốt, đúng không? Thằng con nó trả ra gạo đất rửa đất vo rồi đúng không, đấy thì thằng cha nó nốt thôi, chưa? Kiểu chia ra từng công đoạn đúng không, từng công đoạn. Đấy, đúng không? Nó muốn thằng con là vo gạo đúng không? Thằng cha là nấu cơm chẳng hạn. Thì muốn vo gạo thì phải lấy gạo cho nó đúng không? Thì thằng cha nó bước lấy gạo đúng không? Vứt gạo vào trong cái thằng fashion vo gạo đúng không? Được chưa? Thì thằng nó sẽ trả ra cái gạo đó vo đúng không? Thì mình nấu nốt. Không? Kiểu như trong này tính điểm đúng không? Thì điểm nó cần khối và cần object điểm thì mình lấy cho nó hai cái thằng này truyền vào đúng không, và nó trả ra cái điểm đúng không thì mình làm nốt phần còn lại nhét vào trong trên này, chưa? Còn trường này đúng không, trường này thì là sao, thằng phân tra đúng không muốn tính bình phương của một số ngẫu nhiên đúng không, thì thằng con nó tạo ra số ngẫu nhiên đúng không, thằng con nó tạo ra số ngẫu nhiên, thằng cha nó tính bình phương của kết quả đầu ra đó. Anh em hình dung cái bước nào chưa nhỉ, đúng không? Đầu tiên đúng không thì sẽ cần phải phân công công việc, đúng chưa? Phân công công việc đúng không đó, và biết có thể biết thằng con trước để test chức năng của con đúng không, và để biết thằng con nó cần cái gì đúng không, khi biết thằng con nó cần cái gì đúng không thì biết thằng cha sẽ hướng là cung cấp cho con những thông tin như vậy, đúng chưa? Đúng không? Kiểu như thằng map đúng không? Đấy, thằng map này nó cần gì? Cần value và cần index đúng không? Map nó cần value và cần index. Đúng không? Thì viết nào đấy để cấp cho nó cái thằng value và thằng index thôi. Rồi, thì cái phần mình vừa giải thích qua về cái bước làm ấy thì bạn Sơn, anh Khánh, bạn Thạch, anh Thạch. Phần này thì anh em có bị khó hiểu không nhỉ? Hiểu rồi. Bạn Sơn thì sao? Có bị thì đau não? Không, cách giải thích thì có đấy nhưng mà để tí em thực hành đây nè. Đã thực hành còn chưa được đúng không? Chưa. Đó. Đó, tức là cái lý thuyết và cái thực hành nó khác nhau. Chưa? Cái nào Đúng có lý thuyết thì cái nhá. rồi. Ở giữa đại học ấy, người ta vứt cho một đống tài liệu lý thuyết là dạy như thực hành thì nó cứ làm sao ấy. Rồi thì anh em thử cái ý này nhá, đúng không, bài dễ hơn đi, có hai cái thằng chức năng đơn giản đúng không, đấy thằng cha nó chỉ có tính bình phương thôi, thằng cha chỉ có tính bình phương đúng không, thằng con thì nó sẽ tạo ra một số nhiên để thằng cha tính, được chưa? Thì làm ý này nhá, thì mình sẽ gửi cho anh em làm thử cái này trong khoảng tầm 10 phút để xong mình sẽ chữa nốt. Thử làm nhá. Đấy. Em thử nghĩ làm trong 10 phút đi. Thì bạn nào chưa làm được nhá thì mình sẽ chữa. Đấy, đúng không? Giống như cái các bước mình đề ra đúng không? Bước thứ nhất là phải viết ra một cái thằng function con đúng không? Lấy số random. Được chưa? Thì mình viết là function đúng không? Gọi là random chẳng hạn. Đúng không? Thằng này nhận vào một cái number.
đúng không? Và nó trả ra số như ngẫu nhiên đúng không? Từ 0 đến 5 bơ đúng không? Từ 0 đến 5 bơ. Đấy thì sẽ return là map đúng không? Chấm random đúng không? Nhân với number đúng không? Để có số ngẫu nhiên từ 0 đến 5 bơ. Và muốn làm tròn lại không? Thì cho thêm map.round vào đúng không? Được chưa? Đấy, trả ra số một cái số nguyên từ 0 đến 5 bơ này. Được chưa? Thử nhá. Con số lốc random 10 chẳng hạn. Đúng không? Đấy, mỗi lần chạy số nguyên đúng không? Đã có số nhân rồi thì bây giờ biết thằng cha đúng không? Thằng cha này đúng không? Theo cái này đúng không? Thằng cha này sẽ cấp đúng không? Dựa vào cái đầu vào của thằng con đúng không? Để cấp cho nó cái nó muốn. Được chưa? Thì thằng con này nó cần một cái number đúng không? Thằng con cần number này. Mà thằng cha đã có number rồi đúng không? Thì đơn giản là chỉ việc truyền number của thằng cha vào thằng con thôi đúng không? Nó không cần phải xử lý để có kết quả đầu vào của thằng con nữa. Đúng không? Function bình phương đúng không? Bình phương đi. Đầu vào là number và perfect đúng không? Thì do thằng con nó cần number luôn đúng không? Thì chỉ cần là truyền đúng không? Comeback của number luôn đúng không? Thằng con này comeback này nó cần cái số đúng không? Để tính ngẫu nhiên được chưa? Thì thằng cha có số đúng không? Thì truyền về luôn đúng không? Đấy, và thằng con này nó trả ra một số ngẫu nhiên thì thằng cha muốn bình phương lên đúng không? Thì nó thì làm như này cho anh em dễ hình dung nhá đúng không? Và này số ngẫu nhiên đúng không? Số random gọi là random number đi đúng không? Thằng này đang trả ra một số ngẫu nhiên đúng không? Đấy, còn bình phương này muốn bình phương cái số này lên thì return ra cái random number này đúng không? Mũ 2 đúng không? Biết thằng con chưa đúng không? Để test thằng con chạy ok chưa? Được. Thì dựa thằng này đúng không? Thì thấy rằng thằng con nó cần một cái số đúng không? Thì thằng cha làm thế nào để có cái số cấp cho thằng con? Thì thằng cha có sẵn đúng không? Cấp vào thôi. Được. Đấy, và thằng cha đã có cái chức năng là bình phương lên đúng không? Thì nó làm nốt cái việc còn lại, bình phương lên đúng không? Chạy con salon của bình phương đúng không? Bình phương nhá, mình muốn lấy một số ngẫu nhiên đúng không? Trong khoảng từ 1 đến 100 chẳng hạn đúng không? Đấy, và lấy số random. Đấy, đúng không? Còn mình muốn lấy số random, số chẵn đúng không? Thì mình sửa trong này, lấy số ngẫu nhiên chẵn. Như vậy. Đấy, chứ nhỉ, đúng không? Tức là gì? Cái thằng cha không? Thì nó sẽ có cứng cái chức năng là nhân 2, mũ 2 đúng không? Còn thằng con nó trả ra cái gì thì thằng cha làm cái đấy đúng không? Kiểu thằng cha nó là một hành lang cứng đúng không? Còn cái linh động là của thằng con đúng không? Giống như thằng filter đúng không? Đấy, filter là cứng đúng không? Còn cái bộ lọc của nó là cái thằng do mình thiết lập. Rồi, thì cái bài về comeback thì anh em có câu hỏi gì không nhỉ? Bạn Sơn, anh Thạch, anh Khánh, anh em có vấn đề gì với thằng comeback không? Đang vẫn thấy khó hiểu đúng không? Rồi, thì mình sẽ giao thêm cho anh em bài tập về nhà. Mình giao anh em bài tập về nhà để anh em tập. Rồi, thì buổi hôm nay thì mình sẽ kết thúc đây nhá. Đỡ đầu. Được chưa? Thì hẹn anh em vào buổi sáng thứ hai tuần sau nhá. Tiếp tục. Được chưa? Thì anh em về nhà làm cho mình cái phần bài comeback nhá. Và tìm hiểu theo chừng một chút về cái gọi là bất đồng bộ ở trong JavaScript. Được chưa? Đọc trước cho mình một chút về cái thằng bất đồng bộ nhá. Hay là về cái thằng promise, được chưa? Promise trong JavaScript. Đấy. Đúng không? Nội dung về nhà nhá. Đúng không? Thực hành comeback này và tìm hiểu theo cho mình về thằng promise. Được chưa? Tìm hiểu về promise nhá. Bữa sau mình nói cho nó dễ hiểu hơn. Ok, thì nội dung buổi hôm nay mình kết thúc ở đây. Thì hẹn mọi người vào buổi sáng thứ hai tuần sau nhé. Bye anh em nhé. Chào anh Thạch, Sơn nhé. Em chào anh ạ. Bài tập dẫn anh sẽ gửi lên trên mic.